Lại hỏi quần áo nữa. Anh Tân ơi, cho em xin in tư áo của anh. Check tài khoản đây nào. Chưa subscribe. Hồng anh ơi, anh không follow kênh của em, anh đòi in tư áo của em hả? Bé không cho đâu. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tân Một Cú. Mình để ý trong thời gian gần đây thì không chỉ mỗi kênh này á, mà thậm chí kênh Tân My hay kênh Đường Hai Chiều, các bạn hỏi mình về in tư, info quần áo rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề là mình thì không phải fashionista các bạn, mình thì không phải chuyên về thời trang, vậy nên là nếu như mà để làm một cái video chỉ nói về đồ mình mặc thì nó hơi kỳ vì mình cũng chả biết nói gì cả. Nên là thôi, tiện hôm nay đang rảnh hết việc rồi, bây giờ thì mình sẽ đi mua một ít quần áo các bạn. Sắp vào hè rồi thì cái công việc quay Đường Hai Chiều của mình thì sẽ phải quay đứng đâu đấy ít thôi, có 2-3 tiếng dưới trời nắng cực ấy mà. Thế nên là mình sẽ cần một ít đồ quần áo để cho nó thoáng mát một chút. Thế nên hôm nay sẽ dẫn các bạn đi mua cùng mình nhá. Bắt đầu thôi. Quên mất đây Tân Một Cú. Đi chỗ. Chính ra may phết nhỉ. Quần áo UT Uniqlo bán ấy, còn mấy hình kiểu Mickey các thứ nó còn lành mạnh. Chứ quần áo mà UT mà để thằng Đức nó bán ấy, chắc là vẫn hình Mickey đâu. Mickey là biết rung các bạn ạ. Thôi, hôm nay đi làm một cái vlog nhanh nhanh, đi shopping quần áo mùa hè. Và cũng tiện chia sẻ với các bạn luôn. Đây, 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 cho các bạn xem. Có một cái đồ mà các bạn hỏi mình rất là nhiều. Các bạn hỏi info, áo với các thứ thì đây. Đây là một cái loại áo mà gần đây mình rất hay mặc ở trên hình lên hình. Đấy, đó là một chiếc áo oversize của Uniqlo. Thì cái áo này các bạn thấy là mình mặc rất là nhiều rồi, và đến bây giờ thì mình có khoảng đâu đấy ít á 4 cái 4 màu khác nhau, và bằng một cách nào đấy thì nó trùng hợp với tất cả những cái áo của thằng Duy Thẩm, nó cũng có đủ 4 màu đấy luôn. Thì đây là một cái món đồ các bạn cũng đã hỏi mình rất là nhiều. Thì đó, đây là một cái áo oversize của Uniqlo nha các bạn. Mình không biết cấp quần áo kiểu cửa hàng hay thôi, mình cứ gấp tạm kiểu của mình. Nói chung là mùa hè đến rồi, đi quay Đường Hai Chiều cho các thứ thì có thể các bạn xem kênh đấy thì các bạn biết bọn mình cũng đã phải đứng quay đâu đấy khoảng 2-3 tiếng dưới trời nắng đấy. Thường là khoảng 12 giờ trưa bắt đầu mới bấm ngoài quay các bạn. À, đây 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 đây, cho các bạn xem. Đây cũng là một cái món đồ mà mình gần đây mình mặc cũng rất là nhiều. Quần Smart Pen, quần thông minh các bạn ạ. Không phải tại vì mình ngu mình mặc quần thông minh đâu. Cái lý do vì đơn giản là như này. Cái hình thể của bản thân mình ấy thì như cái chân các bạn biết rồi. Đấy, chân người ta người bình thường là đến năm 18 tuổi nó mới dừng phát triển, mình đến năm lớp 9 là nó dừng phát triển ở chiều dọc rồi. Nó chỉ phát triển ở chiều ngang thôi. Đây chân vừa to vừa ngắn các bạn. Thế mặc những cái quần mà Smart Pen các thứ như này thì cái độ dài của nó chỉ đến mắt cá chân thôi. Vậy nên khi mà mình mặc cái quần này thì mình cảm giác nó rất là vừa. Đấy, nhìn nó rất là vừa vặn với các thứ luôn. Mà các bạn là cái quần này style của nó thì nó cũng rất là Nhật. Mi thì hơi thích Nhật mà các bạn, Weebu ấy, đấy, suốt ngày anime ấy, các thứ đấy. Thì mình đổi sang cái phong cách này để ăn mặc các thứ cho nó gọi là Nhật Nhật tí cho chị nhà thích. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hold up em ơi, đi 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 vào đây, vào đây. Đây rồi. Hôm nay tranh thủ đến Uniqlo thì làm luôn mấy cái áo lót. Áo lót mặc bên trong sơ mi chứ không phải cái áo lót các chị em đâu. Để mình đi quay xe các bạn. Thì nói chung là cái việc đi quay xe thì vào cái mùa hè này thì như mình đã nói ban nãy, đứng 2-3 tiếng dưới trời nắng, nhưng mà lại còn thêm một cái vấn đề nữa ấy. Và thường quay xe nó là những cái đồ vật giá trị lớn, thế nên là đôi khi cái trang phục của mình cũng phải đầu tư một tí à. Đấy là mặc cũng phải kiểu layer layer, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, ở Hà Nội thì cái nắng như thế nào, mặc layer phát chết ngay. Thế nên là hôm nay mình quyết định là mua thêm mấy cái áo lót trong của Uniqlo và cũng là áo Aerism luôn. Nào, chọn màu, chắc làm con basic thôi nhỉ. Màu trắng, dễ mặc nhất. À, cho các bạn nào thắc mắc thì cái này là cái túi gimbal của bạn quay phim nhá, Uniqlo không bán cái này. Cá nhân mình thì cũng rất thích mặc theo cái kiểu gọi là bên trong có một cái áo phông, rồi bên ngoài khoác một cái áo sơ mi caro hay một cái áo sơ mi bình thường nào đấy. Thì kiểu nhìn trông nó cũng kiểu hay hay ấy. Nhưng mà vấn đề là vào mùa hè thì mặc cái kiểu như thế thì nó hơi nóng. Nên là mình cũng rất là ngại kiểu mặc nhiều layer. Vì nhất là mặc nhiều layer thì công nhận nhìn nó cool thật, nhưng mà đứng quay 2-3 tiếng dưới trời nắng thì nó rất là khó chịu. Thế nên là mình sẽ phải chọn những cái áo nào mà nó kiểu có những cái công nghệ giống như là cái áo Rarism của Uniqlo rồi các bạn. Trong cái video lần trước thì mình cũng đã đưa các bạn để đi mua đồ heat tech là mặc mùa đông. Và bây giờ thì lại tiếp tục đến đây để mua đồ mùa hè. Nói chung cái style mặc đồ của mình nó theo kiểu phong cách basic, nó đơn giản đấy các bạn. Thế nên là chọn đồ Uniqlo nó cũng dễ hơn, bởi vì nó cũng theo cái phong cách đấy. Kiểu chỉ cần pick kiểu 2-3 món đồ rồi xong rồi về phối với nhau nó dễ lắm các bạn. Rồi pick thêm cái gì đây. À đây, đây có một cái chỗ như kiểu dạng như là sẽ cho các bạn xem những cái thông tin là Aerism là cái gì và tác dụng của nó là như thế nào. Để nói kỹ hơn về công nghệ Aerism thì có thể hiểu rằng là những cái áo Aerism ấy nó được làm bằng những cái sợi vải nó rất là mảnh. Thế nên là về khả năng thấm hút mồ hôi cũng như là khả năng khô của nó sẽ rất là nhanh. Và với cái kết cấu vải như vậy thế nên là khi mà mặc vào mùa hè và kể cả bạn mặc bên trong một chiếc áo sơ mi thì nó vẫn không đem lại cái cảm giác bị nóng đâu. Nó vẫn sẽ khá là thoáng đấy. Và cộng thêm nữa thì cái vải này nó cũng khá là mềm, co giãn tốt, thế nên là khi mà mặc thì cảm giác ở trên da rất là dễ chịu.
thì nói thật nhá, thì nói chung là để mà gói chi tiết ra thì các bạn chưa cần vào web của Uniqlo thì họ nói khá là chi tiết, nhưng mà về cơ bản ấy thì mặc cái đồ này thì công nhận là nó thoáng hơn thật, và nó kiểu nó làm thoát mồ hôi dễ hơn. Mình thì mặc dù là sinh năm 93 là hệ kim nhưng mà là kim sinh thủy các bạn, nên là người mình hơi nhiều nước ấy. Nên là mặc những cái đồ như kiểu Aerism này của Uniqlo thì mình cảm thấy nó tương đối là dễ chịu, bởi vì nó thoát được cái mồ hôi của mình. Mình thì không cần phải làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi ăn xong không thôi là đổ mồ hôi đấy. Thế nên là rất thích những cái bộ quần áo nào mà nó phải thoáng khí, nó phải kiểu thoát mồ hôi nhanh thì người mình mới chịu được. Chứ ngày xưa mình kiểu sinh viên ít tiền mua mấy quần áo kiểu pha ni lông mặc nhiều rồi, nhìn thì đẹp thôi nhưng mà mặc trong khó chịu lắm, kiểu nước nó cứ tòng tỏng ở bụng. Kinh. Quần sóc thôi, chân ngắn lắm chẳng quần sóc đâu. À, đây. Giống cái Heattech Aerism cũng lại khu demo đây. Nghịch thử phát. Xem nào. Bước 1 này, xịt nước vào hai chất liệu vải. Bụp bụp. Bụp Aerism cho thêm phát nữa đi. Rồi, bước 2 bấm nút để khởi động quạt. Ok. Đấy, bắt đầu quạt bắt đầu chạy rồi sao ấy. Hai cái này bắt đầu ướt rồi các bạn này. Mấy cái store ở Uniqlo rất hay có mấy cái demo kiểu như này, bởi họ hay kiểu đầu tư vào quần áo công nghệ và các thứ các bạn. Heattech có rồi này, bây giờ đến Aerism. Đây để mình xem thử xem là demo nó kiểu như nào. Bên này xịt, bên này 3 phát, bên này 2 phát này. So. Nên nhiều bạn camera dí vào đây mình cảm giác như kiểu là cái này nó vẫn chưa có vẻ khô lắm. Cái này thì bắt đầu khô dần rồi này. Xong rồi này. Bây giờ sờ thử thế nào. Thế không biết các bạn, đây thì mình sẽ show cho các bạn vào đây. Nhờ bạn camera quay kỹ giúp mình. Bên này mình xịt 3 phát, bên này mình xịt 2 phát. Nhưng mà nhìn cái vệt nước ấy, thì bên cái vải Aerism này nó mờ hơn hẳn. Mà thật ra thì nếu mà mình sờ vào thì mình vẫn sẽ cảm nhận cái độ ẩm, vì khu vực demo mà nó xịt nước liên tục thì chắc chắn là nó không thể nào mà nó khô kiểu thần thánh như thế được. Thế nhưng mà về cái độ ướt nhá, mình có thể sờ vào đây mình cảm nhận là rõ ràng cốt tông nó vẫn giữ cái độ ẩm cao hơn so với cả bên này. Bên này thì nó gần như là nó cũng thoát được khá hơn nhiều so với các vải cốt tông này rồi. Ngày trước ấy, lúc mà mình kiểu lúc mà chưa mặc những cái đồ Aerism cái thứ này thì mình cũng toàn mặc cốt tông mùa hè cho nó mát thôi. Nhưng mà lúc mà chuyển sang mặc cái kiểu Aerism xong thì mình gần như bây giờ không mặc cốt tông nữa. Bởi vì khi mà mình mặc đồ cốt tông ấy thì lúc mà quay lên hình ấy thì công nhận là nó mát thật, thế nhưng mà cái áo nó hay bị chảy, nhìn nó xấu. Còn cái áo bên Aerism này, cái vải của nó thì nó vừa mềm hơn, nó vừa thoáng khí tốt hơn, mà thậm chí là kể cả cái form áo các thứ thì nó cũng giữ tốt hơn so với các cái vải cốt tông này. Thì đây cũng là một trong những cái đặc điểm để làm cho mình lựa chọn những cái đồ mà có công nghệ Aerism này để mặc cái mùa hè này. Mà thật ra không phải mỗi kiểu quay xe như mình đâu, mà thậm chí là kể cả bạn làm văn phòng ấy, thì kiểu anh em văn phòng đấy hay mặc quần âu, áo sơ mi các thứ, rồi thậm chí là phải có thêm một cái lót ở bên trong để mùa hè này ví dụ như mà có ra mồ hôi chẳng hạn thì nó sẽ không bị lộ. Thì đấy, thì ví dụ như mình mặc những cái đồ lót mà áo cốt tông các thứ thì nó vẫn bị kiểu lưu dư mồ hôi ấy các bạn. Nếu mà mặc Aerism thì nó thoáng hơn. Ngày trước mình cũng đã thử mấy lần rồi thì công nhận là mặc cái đấy nó dễ chịu hơn là mặc cái lót cốt tông ở bên trong thật. Nào, pick thêm đồ nào. Quay phim đây, làm cái áo cổ tim sexy em. I'm sexy and I know it. Xem bên này, à đây. Đến khu vực này cho phép tôi hỏi, như anh em đang xem tân một cú, anh em là team tam giác hay là team boxer? Nếu mà team tam giác ấy, bạn có thể tắt video, hủy đăng ký và đi ra ngoài. Còn nếu bạn là boxer thì đấm tay phát. Thằng lớn mát thì thằng nhỏ cũng phải mát đúng không các bạn? Thực tế ra thì mình đã mặc boxer từ cái hồi mà đi tập hip hop với các bạn. Hồi đấy là có chen mặc quần tụt. Và các bạn biết là mặc quần tụt mà lại còn bên trong là quần tam giác nữa. Kiểu nó tụt đây, hạn tự nhiên là hở ra một đoạn da đây, nhìn nó hơi kinh ấy. Đấy, nên là chuyển sang mặc boxer. Nói chung là tôi thích kiểu mặc cái kiểu của quần boxer này, mà kiểu nó vừa mềm, nó lại vừa kiểu ôm vừa đủ mà nó vẫn thoáng ấy. Đấy là còn thêm một cái công nghệ kiểu Aerism như này nhá, thì là nó sẽ càng thoáng hơn. Tôi có khoảng 2-3 quần này kiểu đến mùa hè này chỉ đợi vác ra để mặc thôi. Ở nhà thì vợ không cho mặc. Có một cái bí mật các bạn, là nếu như các bạn xem kênh Tân My ấy, các bạn nhận ra là My rất hay mặc cái áo này. Áo của tôi không ạ? Đến bây giờ đến đồ tôi mua về tôi mặc, vợ tôi cũng mặc nốt rồi. Biết thế đéo lấy vợ. Váy này trông cũng xinh phết nhở. Mua mi cũng được ấy, nhưng mà mỗi tội hơi giống váy bầu, chưa có bầu các bạn. Thôi, mặc áo sơ mi của anh tiếp đi nhá em nhá. Mà nãy giờ chọn cũng khá rồi. Thôi chắc giờ mình sẽ đi thanh toán và tí về mặc thử nhá. Let's go. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Chuẩn bị lại, chuẩn bị đốn tim này.
phải. Đấy, đây các bạn có thấy không ạ? Đây là tôi người mẫu tôn sáng nhiều lần. Tôn sáng nhiều à. Đẹp quá. Được không? Được, con này hơi mặc được đấy. Mà được không? Được không? Được không? Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, con gì nữa? Đây các bạn thấy không? Đấy các em tôi nó phải như này. Đấy các bạn, em thấy không? Nói chung là để mình ăn mặc nó lịch sự thì mình phải biết là trên người mình không nên có quá 3 màu. Đấy. Trắng, trắng, xám và xanh. Đấy, em thấy không? Nhìn nó sẽ rất là lịch lãm, elegant, elegant đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là trong mùa hè nóng như thế này, các em muốn mặc layer giống như anh thì nên chọn những chiếc áo thoáng mát giống như áo Arizona của Uniqlo. Còn còn vô nữa, đợi tí, đợi tí. Các em đã sẵn sàng để tan chảy lần hai chưa? Cái là kiểu gì không? Nó là mang lại những cái không khí của những năm 90. Backstreet Boy. Boy band. Ôi trời sao thế? mặc áo kiểu trắng bên ngoài, trắng bên trong đi bộ trên bãi biển. Backstreet Boy đúng không? Đấy. Mà để mặc như này thì chắc chắn các em phải cần những chiếc áo thoáng mắt như áo Arizm của Uniqlo chẳng hạn. Sao? Thấy outfit này muốn biết chỗ mua không? Có. Mua ở Uniqlo. 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 Đấy, nói chung hôm nay kiểu mang outfit về cho các anh em hú hét tí cho sướng thôi, chứ có khi tí nữa mặc này về vợ vẫn chửi là xấu như bình thường các bạn. Nhưng mà thôi không sao, mình cảm thấy thoáng mát là được đúng không em? Mình mặc cho mình mà. Nếu như các bạn mà cũng muốn mặc thoáng mát mà đẹp như mình thì có thể check qua đường link đến những sản phẩm Arizm của Uniqlo ở ngay phía bên dưới. Ngay phía bên dưới. Đừng quên là like, share và subscribe của kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.